hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vào năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bộ Công an là đơn vị tiên phong trong việc vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ nhà ở cho đồng bào. Hàng trăm ngàn ngôi nhà đã và đang được triển khai, trong đó nhiều mái ấm được bàn giao cho các hộ nghèo tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, góp phần động viên, khích lệ tinh thần bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cả đời ông Giảng sống trong căn nhà vách lá trống trước hở sau. Khi các con dần lớn, nơi ở của 6 thành viên càng thêm chật chội. Thế nhưng cuộc sống gần như chỉ phụ thuộc vào số tiền ít ỏi của người con trai làm nghề phụ hồ. Chưa bao giờ ông dám nghĩ sẽ cất được căn nhà mới. Nhưng nay giấc mơ đã thành hiện thực. Căn nhà kiên cố do Bộ Công an hỗ trợ đã giúp ông dời đi gánh nặng an cư ở tuổi xế chiều, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bây giờ đâu có lo nhà lo cửa gì nữa. Được cái nhà là quá mừng rồi. Sự phấn khởi của ông Giảng cũng là niềm vui chung của 1.300 gia đình tại tỉnh Trà Vinh vừa được Bộ Công an trao tặng nhà. Trong đó 50% là đồng bào dân tộc Khmer. Đây là niềm động viên, khích lệ rất lớn để bà con nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đi mừng vì có chỗ ở, rồi gắng làm cho con cháu nó ăn học. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm chăm lo nhà ở cho gia đình khó khăn. Riêng năm nay, địa phương đã xây được 3.550 căn nhà, trong đó có hơn 1/3 do Bộ Công an vận động hỗ trợ. Mỗi căn nhà mới đã đem lại cơ hội đổi đời cho bà con vốn gặp nhiều khó khăn. Từ 2021 đến nay đó, thì chúng tôi đã xây dựng xóa cái nhà dột nát cho bà con trong tỉnh đó. Là nói chung không có phân biệt là gia đình chính sách hay không, mà bất cứ người dân nào mà nhà tạm bợ dột nát thì chúng tôi đã xây dựng được khoảng 6.000 căn. Bộ Công an là đơn vị tiên phong hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bộ đã vận động 700 tỷ đồng xây dựng sửa chữa nhà cho gần 17.000 gia đình trong cả nước. Riêng tại hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, đã có đến 2.500 căn nhà được trao tặng, hơn một nửa dành cho đồng bào dân tộc Khmer. Tạo cái tính lan tỏa rất là rộng lớn để tiếp tục cả nước cùng chung tay thực hiện cái chủ trương mà vừa qua Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đã phát động. Tiên phong trong chương trình xóa nhà tạm cho đồng bào khó khăn trên phạm vi cả nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Mỗi căn nhà mới được xây dựng, mang lại niềm vui, góp thêm hy vọng để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được an cư, vươn lên trong cuộc sống.